chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến sự phát triển mối quan hệ việt nam hoa kỳ việt nam trung quốc việt nam liên bang nga là tất yếu khách quan đồng thời đã chứng minh đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn cân bằng độc lập tự chủ của đảng và nhà nước việt nam vì lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới hoàn toàn không có chuyện ngoại giao đu dây theo bên này chống bên kia như luận điệu những kẻ cố tình xuyên tạc bịa đặt. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Làm bàn trò, ném đá, Việt Nam đu dây, coi chừng dây đứt, bài viết của nhân quyền Việt Nam. Mỗi khi Việt Nam có quốc khách thì lại xuất hiện một số kẻ ném đá hội đồng bằng những ngôn từ rác rưởi để nói xấu cả chủ lẫn khách. Nếu Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam thì chúng bảo Việt Nam thân phương Tây để thoát Trung Quốc, chống Trung Quốc. Còn khi lãnh đạo cao nhất Trung Quốc thăm Việt Nam thì chúng lại bảo Việt Nam là tay sai của Trung Quốc, tìm cách đối đầu với phương Tây. Mới đây, khi Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam thì lại xuất hiện hàng loạt bài với giọng điệu kiểu như Việt Nam đu dây coi chừng dây đứt, đã ném đá, bừa bãi rằng Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mời ông Putin đến Việt Nam trái với thông lệ là lời mời nguyên thủ quốc gia đến thăm phải do chủ tịch nhà nước đưa ra. Trải thảm đỏ đón một kẻ tội phạm như vậy đang làm nhiều người dân Việt cảm thấy nhục nhã. Trước hết, rõ ràng Tổng Bí thư là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó theo điều 4 Hiến pháp 2013 Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Theo sơ đồ, cơ cấu bộ máy nhà nước Việt Nam thì vị trí cầm quyền cao nhất chính là Tổng Bí Thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, việc mời một nguyên thủ quốc gia, nhất là của một cường quốc đến thăm và làm việc được phát đi từ Tổng Bí Thư của Đảng là điều hiển nhiên. Cuối năm 2023, Tổng thống Mỹ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và được đón tiếp trước đó, năm 2015, Tổng thống Mỹ cũng đã đón tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, DC Đó là việc làm đúng đắn, phù hợp với nguyên tắc ngoại giao giữa hai nước. Thứ hai, màn nói xấu, hạ thấp nước Nga và vì quốc khách Putin kiểu súng đạn Nga rất đáng sợ khi tàn phá các khu dân cư, các nhà máy điện dân sự, nhưng trên mặt trận khi đối đầu với các loại vũ khí mà Mỹ và NATO viện trợ cho Kiev cả những vũ khí nội địa do Ukraine tự chế tạo. Chúng nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu kém chết người. Tuy nhiên, nếu vũ khí Nga thảm như vậy, thì vì sao cả NATO, Hoa Kỳ với gói viện trợ khủng, cả tài chính và vũ khí đều đang phơi thay ở chiến trường? Thứ ba, việc viện cớ ông Putin là một tội phạm chiến tranh đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã từ tháng 3 năm ngoái thì cần đáng bàn cần thấy ngay rằng tòa án hình sự quốc tế chỉ có giá trị pháp lý với những nước tham gia và như thế nó chỉ có quyền hạn đối với các nước này nga không tham gia icc nên việc ra lệnh bắt giữ tổng thống nga putin là hành vi lạm quyền không ai chấp nhận được có một điều nực cười là dù mỹ không tham gia icc nhưng lại lớn tiếng ủng hộ icc bắt giữ tổng thống putin và đòi tìm cách vô hiệu hóa icc khi tòa này ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Về Tổng thống Putin thì có thể nói sau gần 25 năm cầm quyền đã cho thấy ông là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất lịch sử nước Nga, thậm chí thế giới. Ông đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới ở Nga, đưa đất nước từ chỗ đăng lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện sau khi Liên Xô tan rã, trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới nền kinh tế từng ghi nhận tăng trưởng GDP âm trong một thời gian dài đã chứng kiến sự bức tốc. Tỷ trọng của Nga trong nền kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%, đặc biệt trong 10 năm kể từ 1999 đến 2008, GDP Nga tăng hơn 8 lần và GDP bình quân đầu người gấp 8,7 lần. Hơn 17.500 lệnh trừng phạt bổ vây từ nhiều phía khiến đồng rút lao dốc doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ thị trường nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng suy giảm nhưng đến nay hơn hai năm sau xung đột nền kinh tế nga vẫn vững vàng trước những áp lực từ lệnh trừng phạt kinh tế của phương tây ngày nay nga là nền kinh tế lớn nhất ở châu âu về gdp tính theo sức mua và đứng thứ năm trên thế giới tốc độ và chủ yếu là chất lượng tăng trưởng cho phép nga sớm tiến thêm một bước nữa và trở thành một trong bốn cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới có thể thấy, trong suốt gần 25 năm qua, bằng tầm nhìn của một nhà cải cách và sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo cứng rắn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tận dụng và phát huy nội lực, ý chí tự cường, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Trong thời gian nắm quyền, kể cả khi giữ chức thủ tướng, ông Vladimir Putin luôn thể hiện mình là một chính khách xuất sắc các đối thủ cũng phải công nhận điều đó. Ngay cả tạp chí thai của Mỹ cũng thường xuyên xếp Tổng thống Putin và danh sách những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới, thậm chí luôn xếp ông ở vị trí dẫn đầu. Cuối cùng, về cái gọi là Việt Nam đu dây coi chừng dây Đức, thì nên nhớ rằng Việt Nam có thể chọn bạn nhưng dứt khoát không chọn bên một cách cực đoan. Năm 2022, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương liên hợp quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng. Với Mỹ, quan hệ Việt Mỹ được bình thường hóa đây 29 năm, năm 1995 và hiện Hoa Kỳ là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ đô la. Với Trung Quốc trải qua 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện nay Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam với kim ngạch mậu dịch giữa hai nước tăng lên không ngừng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ đô la với 233 dự án là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba tại Việt Nam. Còn với Liên bang Nga, sau khi Liên Xô tan rã, các mặt hợp tác giữa Việt Nam Liên bang Nga, quốc gia kế thừa Liên Xô tiếp tục được kế thừa, ngày càng tiến triển được nâng lên tầm cao về chất. Như vậy, thực tế sự phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Liên bang Nga là tất yếu khách quan, đồng thời đã chứng minh đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn cân bằng độc lập tự chủ của đảng và nhà nước ta vì lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới hoàn toàn không có chuyện ngoại giao đu dây theo bên này chống bên kia như luận điệu những kẻ như hiếu chân cố tình xuyên tạc bịa đặt